hồi đặc trưng của da của cơ mông mông lớn đó, cái gì đâu? Nhìn đi nó là bà ngọn nhớ đấy không, cứ mỗi lần quay mặt đi mình mới quay lại giống như chơi một hai ba gì đó. Đó cho nên là thường xuyên mình sẽ thấy bị đó. Hiện ở vùng phía trước, vùng giữa và vùng phía sau của cơ. Để tác động lên vùng cơ này, chúng ta sẽ áp lực ấn trượt nhẹ nhàng trên vùng cơ với hai ngón tay cái cho tới khi tìm thấy khu vực cảm thấy nhức hoặc giải cơ thấy cứng. Theo như kinh nghiệm của tôi thì điểm kích hoạt hay xuất hiện ở vùng trước của cơ mông nhỡ, nơi đau xuất chiếu đến vùng xương cùng. Khi đã tìm thấy điểm kích hoạt, chúng ta sẽ áp lực áp suất tĩnh để kích hoạt vào điểm cộng cơ. Cô thấy nhức không? Một chút. Được rồi. Sau từ 8 đến 10 giây, chúng ta thả tay ra và tìm các điểm kích hoạt khác trên vùng cơ này. Tìm các điểm thấy nhất. Và bây giờ tay tôi đang ở vùng sau của cơ mông nhỡ, đang tìm vùng giữ và ấn hai ngón tay cái xuống. Nếu ngón tay cái thấy mỏi thì sẽ sử dụng cùi chỏ. Hoặc khớp ngón tay như thế này. Cuối cùng chúng ta sẽ thực hiện động tác làm căng cơ, bảo bệnh nhân đưa hông về phía mép bàn, dịch ra đằng sau đi, thế. Sau đó chúng ta sẽ một tay giữ phần trên của vùng xương chậu, còn tay kia chúng ta sẽ đưa chân người bệnh ra phía đằng sau, rồi hạ chân xuống dưới mặt bàn như thế này. Một tay vẫn giữ chặt vùng mào chậu, còn tay kia tiếp tục đẩy chân người bệnh xuống. Như vậy sẽ khiến cơ mông nhỡ vùng ở giữa đầu xương đùi và mào chậu trở nên rất căng. Bài động tác đó gì đó. Đó là kiểu ngồi đặc trưng của đa của cơ mông mông lớn đó, cái gì đâu? Nhìn đi nó chỉ đó hỏi bà ngọn nhớ đấy không, cứ mỗi lần quay mặt đi mình mới quay lại giống như chơi một hai ba gì đó. Đó cho nên là thường xuyên mình sẽ thấy bị đó. Sống. Cuộc sống khi mà cuộc sống nó có vấn đề thì tất cả mình sẽ đến. Rồi hồi sáng mình thấy khỏi nhìn mắt thường mình cũng thấy là bên này gồ lên, có nghĩa là cái xương sườn nó bị đẩy bên ngoài lật bên đẩy ha, cuộc sống nó bị vặn về một hướng thì dần tác động vào phần cơ mông ha. Cái này tôi hướng dẫn rồi lát nữa nữ làm cho tôi nha. Ok. Đó, nữ làm cho cô. Nữ làm cho tôi cũng được. Đắt. Không từ chối. Không từ chối. Thì thôi. Chỉ là chưa bệnh thôi mà. Được lăn bột, Thì thật ra các cô chả suy nghĩ gì đâu. Chọc thôi. Rồi, thứ nhất thì cái kỹ thuật này các chị đã quá quen thuộc đúng không? Không gì nói. Thật ra cái kỹ thuật đúng ban đầu nó thầy bỏ qua cái phần đó vì nó khá nhạy cảm. Thì giờ thầy quyết định đưa lại. Một tay chúng ta sẽ bóp. Thật ra nó cũng chả có cái gì gọi là ghê gớm sung sướng gì đâu. Đau thấy bà ông nội, nếu các anh chị đang bị co cơ mông rất đau luôn. Vẫn nhào bột. Nhào bột cái thọ phải bóp rồi. Dây à? Bóp. Không phải dây đâu. Bóp. Và thật sự ra nó không dễ chịu lắm đúng không cô? Đứt đầu kia. Nó rất là đau. Đúng. Ha. Có nghĩa là chúng ta chú ý nha, người bệnh sẽ than đau ở một số nhóm cơ mông. Ha, là khoảng này đúng không? Dạ.
đó là gì á? Đó là gì? À, chúc mừng cô ba nhóm cho mong vui dính hết luôn rồi. Thôi hương vị nhỏ 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 hay là lớn hay gì á, bóp đều cho tôi buồn cơ cơ mong. Một tay vẫn đẩy cột sẵn dạ hai chị.